Mình chào tất cả mọi người. Mấy ngày trước mình có đi đặt bẫy rắn với thái mồi tầm được 3-4 ngày gì đó. Thì hôm nay mình dẫn các bạn đi thăm bầy rắn, xem hôm nay mình có được con nào không các bạn nhé. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Mời các bạn đi với mình nhé. Các bạn thấy không? Những thứ này thì vào mùa này ấy, trời se se lạnh một chút, có nắng lên thì những cái bụi cây như thế này, thì đa số là rắn ráo, ráo vàng thì nó hay lên đầu những cái cây này, cái rới và những cái cây thẳng bờ khe. Nếu các bạn có sở thích đi săn rắn thì các bạn xem kênh của mình nhé, có đặt ở trong này một cái các bạn ạ. Mình cũng không nhớ mình đặt chỗ nào. Mình có bẻ một cái dấu đấy. Mình có làm dấu đấy. Mình hay quên. Mình xem. Còn nguyên chi mồi các bạn. Cái đầu tiên không dính các bạn nhé. Đang làm cái mất mồi nhưng không dính các bạn ạ. Biết con gì đây, nó mất mồi. Mình đánh ở trong này một cái, hy vọng sẽ được cho các bạn xem. Không có rồi các bạn, chắc mình chuyển đi thôi. Dính rồi các bạn, muốn ăn. Con này đen khá đẹp các bạn. Mình cho nó vào bao đà nhé. Mình đánh cái này một cái các bạn nhé. Cái này là cái cuối cùng. Xem con thử. Thì
chết mất người rồi. Như vậy là hôm nay mình được một con không to lắm, mình cầm mồi đi thiếu mất cái cuối cùng mồi nó chết mất. Dừng video tại đây, chào tạm biệt các bạn nhé.